Bây giờ chúng tôi thì tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái danh mục khá quan trọng trong một cái công ty mà có cái tổ chức về quản lý các cái loại chi phí. Các bạn nhìn thấy ở trong cái phần khai báo và danh mục khoản mục chi phí. Cái khoản mục chi phí này nó nhằm phục vụ cái mục đích là chúng ta có thể theo dõi theo từng tài khoản, theo từng khoản mục chi phí khác nhau. Sau này các bạn sẽ có những cái báo cáo là bảng kê rồi là tổng hợp theo từng khoản mục chi phí cho từng tài khoản. Ở đây chúng ta có thể thấy là đối với chương trình chúng tôi khai báo sẵn ở đây là cái chi phí sản xuất thì thường nó áp dụng cho cái tài khoản 154. Chúng ta có thể kích chuột phải vào chọn thêm vào đây. Chúng ta sẽ lập thêm một cái là gọi là chi phí quản lý. Cái này chúng ta sẽ áp dụng cho tài khoản 642. Ở đây chúng ta đánh vào là chi phí quản lý. Chúng ta chọn lưu. Ở đây các bạn thấy là nó sẽ tự tạo thêm một cái danh mục ở ngay cấp 1. Chúng ta kích chuột phải vào chọn nút thêm. Ở đây chúng ta có thể thấy là ví dụ như đầu tiên chúng ta là ghi mã là văn phòng phẩm. Rất nhiều công ty áp dụng cái này để theo dõi các cái khoản mục phí khác nhau. Ở đây chúng ta sẽ ghi là thuộc cái chi phí quản lý, chúng ta chọn lưu. Các bạn có thể nhìn thấy là ở đây có hai cái danh mục rõ ràng. Chúng ta có thể thêm tiếp một cái danh mục nữa là ở đây là ví dụ như là điện thoại, tiền dịch vụ, viễn thông. Ở đây chúng ta có thể thấy là chúng ta thêm vào nữa thì sau này chúng ta khi hạch toán liên quan đến cái khoản mục chi phí ấy, các bạn chọn lựa thêm là ví dụ hạch toán vào nợ tài khoản 642, các bạn chọn lựa thêm là thuộc cái tài khoản là cái khoản thanh toán nào. Thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống báo cáo nằm ở cái phần báo cáo này. Các bạn có thể kéo thanh trượt xuống, các bạn nhìn thấy là có cái phần báo cáo theo quản lý chi phí. Các bạn có thể nhìn thấy là ở đây có nhiều cái báo cáo. Các bạn có thể mở ra để quản lý cái hệ thống chi phí cho công ty.